em xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một vòng ở cái siêu thị Landmark 81 này ha. Hồi nãy giờ chúng ta đi ngoài đường rồi qua công viên, rồi bây giờ mình sẽ đi vô siêu thị nha. Thì ở dưới cái khuôn viên của siêu thị thì có cái đài phun nước nè. Hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ nè. Nị rủ lên trên kia uống cà phê nhưng mà bây giờ cũng trễ quá. Thôi 9 giờ mấy rồi. Đi vô siêu thị cái đi rồi vậy. Đây các bạn nhỏ hay thích dọc nước lắm nè. Đi vô siêu thị đi. Lẹ lên để người ta nghỉ nè. Đấy đường này. Ở đây thì cũng có rất là nhiều đường vô. Ở dưới tầng trệt thì có cái showroom trưng bày xe hơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái mall này coi như trong đây bán thế nào ha, rồi có đông đúc hay xôm tụ như mấy cái siêu thị khác hay không ha. Nhưng mà ở khuôn viên thì thấy đông rồi đó. Này là mặt sau nè, mặt sau của Landmark. Tự nhiên mặt trước đi ra mặt sau đường đồi lên. Đó, nãy em đi đầu cái đường dưới lên. Từ bên một lên. Đường nào ta? Thì nè, vòng ở đây nè. Nãy em đi đầu cái đường B1 lên luôn á. Luôn. Đường số. Ở đây thì có rất là nhiều cửa lên. Mặt tiền cũng có, mặt sau cũng có, bên hông cũng có, rất là nhiều cái cổng. Chúng ta quay lại đi cổng trước nha. Trong đây có cái showroom trưng bày. Ảnh là nhanh lớn lắm vậy, nói mấy đứa nhỏ dễ thương quá đi. Nay đầu giống ai ta? Đầu nay giống ai? Chị dạ. Đây mình vô cổng chính nha. Nhìn đối diện bên kia thì có một cái dãy biệt thự và cái công viên. Vô đây rất là mát luôn. Rồi đồng lên ra đi để người ta chụp xong rồi tới đồng. Rồi đứng lên thôi. Rồi tới được rồi. Đi. Sao mà ra được? Con này. Đó, mà nhìn trong đây rất là sang. Ở đây có tầng B1, B2 nữa nè. Tầng dưới thì ăn uống nữa. Đi vòng đi rồi xuống. Bạn đầu nhỏ đây điều đây quậy quá. Cái công viên lúc nãy rất là lớn mà không giữ là sẽ bị lạc. Bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi rồi nên các shop cũng chuẩn bị nghỉ. Đây còn vòng ngoài rất là đông. Mình đi một vòng đi rồi mình đi xuống dưới ha. Đây là quầy mỹ phẩm với lại xe của VinFast, xe máy và xe hơi điện. Lại coi xe hơi điện nè. Xe hơi động cơ hả? Không phải xe điện. Này là thông tin sản phẩm xe. La răng hợp kim nhôm. Thấy được không? Được không? Xe này cũng gọn. 4 chỗ à. 5 chỗ. Được vậy thôi. Thì được mà. Lúc nào cũng được mà. Đi. Chúng ta đi một vòng nha. Kiểu giống chiếc morning vậy đó. Lên đây thì tầng nữ trang, thời trang. Odo sale 50%. Thấy nhà nhiều túi đặt gì nữa trời. Ở đây người ta cũng chuẩn bị nghỉ. Ở đây shop nào cũng sale. Connect sale 30%, 40%, 50%. Hôm nay cũng thấy cái siêu thị nào cũng thấy người ta đi nhiều hơn là mua. Đâu lên nữa hả? Đây cái trần làm rất là đẹp. Ở trên đây thì có sky view để chúng ta cà phê rồi hay là sky view là tầng 81 á, tầng cao nhất 80 đó. Đấy, hay là ăn phở giá chọc trời gì đó. Phở cái kiểu chắc những người nước ngoài hay là siêu đại gia gì mới vô đang thôi, chứ thu nhập của người dân bình thường hay là người giàu ở Sài Gòn thì cũng không có ăn tô phở 1 triệu mỗi ngày đâu ha. Lâu lâu thưởng thức thì được. Thì cái tháp này nó đâu có lớn. Mà giống như là khu trung tâm của cái Vincom này đó. Rồi một số hình ảnh ở cái khu vực trong cái mall Landmark 81 gửi anh chị và các bạn. Chúng ta xem có dịp mình về đây và đi vô đây thưởng thức thử ha những cái món ăn, những cái dịch vụ ở đây. Hôm nay thì mình chỉ xem những cái khung cảnh ở đây, giao diện ở đây và những cái shop ở đây như thế nào thôi. Đây có cái gì gánh nữa nè, buffet gánh. Nhưng mà ở đây thì không có bán đồ ăn, mà ở đây là bán nước. Hả? Có đồ ăn luôn hả? Hãng Lemino, túi xách. Rồi bây giờ thì chúng ta đi xuống thôi, chắc cũng tới giờ đi về rồi. Rồi video em xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bà con đã luôn đồng hành và theo dõi. Nói bye đi không? Bye bye đi. Bye.